Dạ vâng, cả nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk So, huyện Tư Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một chiếc máy cưa hệ khai thác các bác nhá. Khai thác chuyên nghiệp. Con này là Estin 024AV. Công suất của con này là 42cc các bác nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn. Tí nữa thì cửa hàng chúng em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem qua. Đó, đây là tất cả thông số của nó này. Cân nặng của nó là 4,5 kg các bác nhá. Công suất là 42cc, sản xuất năm 1989 các bác nhá. Đó, một chiếc máy cưa khá là lâu rồi nhưng mà máy móc cực kỳ đẹp các bác ơi. Cái phần tem này thì do lính của hàng chúng em thì dọn rửa mà không dán nó lại nên là xịt rửa không may nó bay mất cái tem chữ đi, làm cho giảm cái độ đẹp của cây máy đi rất là nhiều. Đó, còn tổng thể cây máy này nước sơn các bác nhìn qua nguyên zin các bác nhá. Chưa hề có biểu hiện bong chóc hay là làm sao cả. Đó, quá đẹp luôn các bác nhá. Về mặt tiền của nó đây này các bác ơi, các bác thấy có chất lượng không ạ? Một con máy cưa hệ sưu tầm cực kỳ đẹp. Mặt tiền, ốp lam, tất cả máy móc nha các bác nhá. Nước sơn thì hầu như là chưa bong. Đó, hàm rồng, tích hợp hàm rồng. Lam của con này là lam bánh xe. Đó, xích là xài xích 325 các bác nhá. Lam là lam 50 phân, mặt cắt được 45 phân các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Con này là hệ đời lốc nhôm nên là chịu lực rất là tốt. Đó, mấy cái dòng đời lốc nhựa thì đôi khi các bác về các bác sử dụng cả ngày thì nó sẽ có hiện tượng nóng máy, nhưng mà về lốc nhôm này thì nó chịu nhiệt rất tốt các bác nhá. Hệ cưa khai thác mà nó thiết kế thì nói chung là quá là chất lượng. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên hết cho các bác. Quá đẹp và VIP đúng không các bác? Con máy cưa siêu chất lượng luôn. Này thì lên sóng cho các bác nhìn qua phần boe lọc gió của nó này. Chưa hề có biểu hiện rách hay là làm sao các bác nhá. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Nòng hơi thì nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Cho các bác đảm bảo cho các bác là chưa hề bung chạm máy móc thì luôn các bác nhá. Này, nòng hơi của nó này. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Qua VIP đúng không các bác? Con này thì nó vặn một ốc lam là trực tiếp một khóa 19 này, nhưng mà nó có thêm một cái lỗ này để cho nếu mà các bác nào muốn nhu cầu lên hai ốc lam thì vẫn có thể lên được các bác nhá. Nó có tích hợp lỗ sẵn ở đây rồi. Đó. Còn các bác nào mà ưng ý con này rồi, muốn đặt hàng con này của cửa hàng chúng em, các bác nào muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em vẫn sẵn sàng lên hai ốc lam hoàn toàn miễn phí cho các bác. Còn nguyên zin là nó đang là một ốc lam các bác nhá. Nguyên zin là một ốc lam. Còn các bác nào mà đặt hàng con này mà muốn lên hai ốc lam thì cửa hàng chúng em vẫn có thể lên hai ốc lam cho các bác. Lên miễn phí không tính thêm tiền các bác nhá. Đây, tổng thể trên video máy móc có sao cửa hàng chúng em quay vậy. Các bác vui lòng coi kỹ video giúp cửa hàng chúng em. Các bác nào mà đã ưng ý rồi thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em là 0354392929. Các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Các bác nhắn tin thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video chi tiết cho các bác xem qua. Hoặc là các bác nào muốn tham khảo thêm thì cứ liên hệ cho cửa hàng chúng em thôi. Đó. Đặt hàng thì các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ số điện thoại thì cửa hàng chúng em sẽ ship tận nơi cho các bác tận nhà luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Vâng, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này để cho không nghe ngoài tiếng máy. Chúng em đã căn chỉnh cũng rõ nổ tất cả ngon lành rồi. Vòng tua thì cực kỳ khỏe các bác nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này vòng tua của hệ Estin thì nó xài 2 bạc nên là máy móc cực kỳ thoáng máy. Và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng bán với giá là 5.500.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bên em là một tiếp mở buji, một chiếc giúp, một tô vít trình. Giá chỉ 5.500.000 các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship. Các bác nào ưng ý con này rồi thì liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng. Ở cửa hàng chúng em xin chào các bác, các bác gặp lại sau.